thân mến chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình làm một cái tiêu đề mình nghĩ là tất cả các anh sẽ rất là tò mò và rất là muốn biết là các chị em phụ nữ thích mình hẹn hò ở đâu nhất. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một cái video nói về cái sở thích của mấy chị là thích các anh hẹn hò ở đâu nha. Thì mời các anh theo dõi. Theo các anh nghĩ thì mấy chị sẽ thích các anh hẹn hò ở đâu nhất nè? Thì em nghĩ là bảo đảm trong các đầu của mấy anh sẽ bảo đảm là suy nghĩ là một nơi riêng tư, kín đáo, chỉ có hai người thôi và đóng cửa phòng lại, tắt đèn và chấm. Quên cái chuyện đó đi nha. Cái chuyện mà những chị em thích mấy anh hẹn hò nó rất là khác trong cái đầu suy nghĩ của các anh đấy. Nơi đầu tiên mà các chị thích các anh hẹn hò lần đầu tiên gặp mặt và hẹn hò nhất đó là quán cà phê. Vì lý do tại sao lại là quán cà phê thì có lẽ là mọi người cũng có thể mường tượng được một phần nào đó. Thì các chị thích là đến một cái nơi nào đó nó cũng có một cái sự riêng tư nhất định, nhưng mà không có quá riêng tư đến mức là nguy hiểm đến cái thân thể của người phụ nữ. Thì họ rất thích người đàn ông sẽ chọn cái vị trí là quán cà phê mà có thể là lãng mạn một chút xíu, đèn theo kiểu là đèn nến rồi đó, nến thơm rồi đó, rồi bắt đầu cái nhạc du dương giống như mấy cái quán cà phê mà nhạc Trịnh Công Sơn rồi đó. Đó là những cái quán theo kiểu có phong cách nhẹ nhàng, rồi bước vô sang trọng, có một cái bàn chỉ có hai người ngồi thôi và có một cái nến để ngay chính giữa. Và cái khung cảnh thì nhạc nó cứ êm dịu. Họ rất thích những cái quán cà phê như vậy và họ rất muốn cái người đàn ông chọn những nơi đó để lần đầu tiên là người phụ nữ họ sẽ chọn cái nơi đó để gặp mặt các bạn đầu tiên. Điểm thứ hai mà người phụ nữ muốn các bạn hẹn hò đầu tiên đó là biển. Các bạn biết không, cái người phụ nữ họ rất thích cái nét đẹp của biển và tiếng sóng vỗ của biển khi mà chiều về đó bắt đầu ngồi cả hai ngồi ngắm biển, rồi họ nghĩ là cái khung cảnh đó nó rất là nên thơ và rất là lãng mạn. Và các bạn biết khi mà cái người đàn ông mà muốn ghi điểm trong mắt người phụ nữ thì có lẽ là cái lúc mà hẹn hò đầu tiên đó là sẽ là cái nơi mà cho các anh ghi điểm nhiều nhất. Và hãy dùng cái sự lãng mạn đó mời các chị đi biển, tắm biển, và nơi đó sẽ là nơi trao đổi xem coi các chị thích gì, và nhất định các anh sẽ là cái người làm cho các chị nhớ mãi, không bao giờ quên. Điểm thứ ba mà các chị muốn các anh hẹn hò nhất đó là nhà hàng sang trọng. Thì cái người phụ nữ nào họ cũng muốn là khi mà mình gặp cái người đàn ông lần đầu tiên mà mình gặp, họ rất muốn cái người đàn ông có thể mời mình đi một cái nơi sang trọng, đẹp đẽ một chút xíu. Có thể là cái người phụ nữ đó có thể trưng diện một cái bộ đầm thật là đẹp sang, và khi mà họ đi vô cái nhà hàng đó có người mở cửa cho các cô gái đó, và khi mà họ đến cái nơi mà các bạn ngồi đó thì các bạn sẽ là người kéo ghế cho cái cô gái đó ngồi đó. Họ cảm nhận như là những cái điều đó nó giống như là một cái cảnh đẹp trong cái bộ phim mà cô ấy làm nhân vật chính trong đó gì đó. Cho nên cái người phụ nữ rất thích các bạn mời đi đến những cái nơi sang trọng, quán ăn hoặc là quán cà phê. Đó là cái điều mà cô gái luôn suy nghĩ trong đầu, muốn các bạn dẫn những cô gái đi. Điểm thứ tư mà họ muốn các bạn hẹn hò nhất đó là rạp chiếu phim. Có lẽ như cái điểm này mình nghĩ là các anh rất là thích đây, và bảo đảm là các anh sẽ chọn một cái thể loại phim kinh dị hoặc là phim ma chẳng hạn, để cho những cô gái đó có khi mà những cái tiếng động hoặc là khi mà cái lúc cao trào nhất các chị sẽ là mượn bờ vai mình dựa vào và mình có thể được ôm ấp chị ấy. Đó là tôi bảo đảm trong đầu các anh sẽ suy nghĩ điều đó. Và các chị cũng rất thích khi mà các anh mời đi rạp chiếu phim, vì cái nơi rạp chiếu phim nó cũng là một cái nơi cũng khá là riêng tư, và chỉ có từ trên nhìn xuống thôi, chứ mình thấy là hạn chế cái người thấy được mình. Và ví dụ như trong cái lúc mà tối tăm đó thì mình có thể lõn tay vào cái tay của bạn ấy và nắm tay bạn ấy. Lần đầu tiên gặp mặt mà nắm tay như vậy là gọi là quá tuyệt vời rồi, đúng không mọi người? Thì đó là cái điểm thứ tư mà cái người phụ nữ muốn các bạn hẹn hò nhất. Nơi thứ năm mà cái người phụ nữ sẽ suy nghĩ khi mà hẹn hò các bạn đầu tiên Và mình nghĩ là nếu như những người phụ nữ nào mà có được cái suy nghĩ và muốn các bạn hẹn ở nơi này thì bảo đảm người phụ nữ rất là tuyệt vời. Đó là công viên, họ sẽ tiết kiệm cho bạn rất là nhiều tiền. Và họ nghĩ đó, nơi công viên là nơi có thể nhìn ngắm được cây cảnh, và cái nơi đó sẽ là một cái nơi không khí trong lành và yên tĩnh, đủ không gian riêng tư để có thể tìm hiểu nhau và nói chuyện. Và mình nghĩ cái điều này rất thích hợp cho tất cả các anh sinh viên đó nha. Nhớ xé một cái chăn bìa này để dành trong túi, để khi mà đi chơi với các chị thì hãy móc những cái chiêu này ra nha. Điểm thứ 6 mà tất cả các chị muốn các anh hẹn đó là nơi riêng tư, yên tĩnh chỉ dành cho hai người. Mình không nói khách sạn nha, đừng có suy nghĩ trong đầu là khách sạn nha mấy anh. Đó có thể là cái khu vườn nhà bạn, hoặc là có thể là ở trước nhà bạn khi mà buổi tối đóng cửa rồi mà hai người ngồi ở trước cái hàng bar, ngồi nói chuyện với nhau. Đó là cũng một cái khoảng thời gian riêng tư. Hoặc là chọn một cái quán cà phê vỉa hè nào đó, nó đủ cái khoảng riêng tư để có thể hai người có thể tâm sự với nhau, nhưng mà nó không có riêng tư đến mức là có thể người ta bay vô ta cướp đồ mình được, hoặc cướp xe mình được. Cái điều đó thì không nên, nguy hiểm cho cả hai luôn nha mọi người. Nhớ chọn cái địa điểm thích hợp. Nơi thứ 7 mà tất cả các chị em muốn các bạn hẹn hò nhất đó là quán trà sữa. Và mình nghĩ cái điểm này thì cái tỷ số mà họ muốn các bạn hẹn hò thì cũng khá là ít, nhưng mà những cái cô gái tin tin bây giờ thì đó là cái điều mà cô gái rất là thích các bạn hẹn ở những nơi đó, vì họ vừa được ngồi nghe nhạc, vừa được có thể xem phim ở trong quán trà sữa đó, hoặc là ngồi trong máy lạnh mát mẻ và có thể nhìn ở từ trong tiệm nhìn ra. Có nhiều tiệm thì ở trong tiệm nhìn ra thể nhìn được xe cộ ngoài đường, và họ rất thích cái cảnh nó hơi teen và nó hơi trẻ trung như vậy. Thì có những cô gái họ thời buổi giờ thì mình nghĩ là những cô gái đó họ sẽ thích cái khung cảnh đó, và họ sẽ muốn hẹn hò với bạn lần đầu tiên ở nơi đó nhất. Và sau cái buổi hẹn đó thì có thể là có thể tiến xa hơn nữa, có thể là làm người yêu, đi chơi, rồi có nhiều cái mình không thể đoán trước được. Điểm thứ 8, đố các bạn này ở nơi đâu? Mình nghĩ cái nơi đây là hầu như cô gái nào cũng rất là thích, nhưng mà các anh sẽ rất tốn kém đây. Đó là Đà Lạt. Các bạn biết không, Đà Lạt là một nơi nên thơ, và nơi đó sẽ làm cho các bạn tạo ấn tượng đẹp trong cái lần đầu tiên gặp cô ấy nhất. Và đó sẽ là một cái nơi có thể khơi dậy cái tình yêu của Đà Lạt, cũng là nơi mà những chị rất muốn các bạn hẹn hò ở nơi đó. Dù biết là nó khá là tốn kém nếu như các bạn ở trong thành phố, và nếu các anh mà có địa điểm thuận lợi là sống tại Đà Lạt thì điều đó là quá tuyệt vời đối với các anh sống tại Đà Lạt nha. Và hãy nhớ nha, nếu như các anh mà có khả năng và có điều kiện thì hãy tạo ấn tượng với cô gái ấy bằng cách là hẹn cô gái ấy đi ra Đà Lạt chơi lần đầu tiên nha. Đó là 8 địa điểm mà theo cái khảo sát và theo những cái điều mà mình biết được qua mình đọc sách vở, và cũng như là cuộc khảo sát của 100 người trong một số chương trình nào đó, thì mình đúc kết ra được là các chị em rất thích những cái nơi đó. Và mình nghĩ đó là cái văn hóa của người châu Á mình. Thì các bạn, nếu như các bạn mà xem được video này, hãy share cho mình một trang để dành lên, và hãy trổ tài ra mình là một người đàn ông hiểu tâm lý và có thể cua các cô ấy để có cô ấy sớm làm người yêu của các bạn nha. Chúc các bạn xong. Nếu như các bạn đã xem video này và cảm thấy yêu thích, và nếu như các bạn muốn xem nhiều video hơn nữa và muốn có những cái video để tìm hiểu về tâm lý người phụ nữ như thế nào, các bạn hãy comment bên dưới là các bạn muốn quan tâm về vấn đề nào đó. Mình sẽ làm video về cái chủ đề đó cho tất cả mọi người xem. Không quên gửi lời chúc tất cả mọi người sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc nha.